Đồ gỗ Thành Loan xin kính chào khách. Hôm nay là ngày mùng 4 tháng 8 năm 2016, chúng tôi trân trọng giới thiệu quý vị ba chiếc tủ kệ TV. Và trong đó có hai chiếc phía dưới này là 2m4 và được làm 100% bằng gỗ gụ ta, gụ Quảng Bình, và chiếc thứ ba đây là chiếc bên phía bên trên này là gỗ gụ Gia Lai có kích thước 2m17. Đồ gỗ Thành Loan chúng tôi đã hoàn thiện xong phần mộc và hiện tại đang để ở trong kho ở trong làng nghề mộc truyền thống của chúng tôi. Đây, vị đang thấy trên màn hình đây. Ba chiếc kệ TV này chúng tôi vẫn chưa cạo lạo, thậm chí là chưa mài giấy giáp và cạo lạo gì cả. Quý vị có nhu cầu liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo hai số điện thoại 0972 770 888 hoặc 0967 11 0389. Đây, quý vị đang thấy trên màn hình. Đây, chiếc thứ nhất chúng tôi sẽ quay tổng thể chiếc thứ nhất. Quý vị đang thấy là chiếc này là kích thước 2m37. Gụ ta 100% làm bằng gụ ta, gụ Quảng Bình. Rất đẹp, gụ Quảng Bình có giá trị rất nhiều so với gụ Gia Lai và gụ nào. Để quý vị đang thấy trên màn hình đây. Cái chiếc kệ này kích thước 2m37, hôm nay ngày mùng 4 tháng 8 năm 2016. Gụ ta Quảng Bình. Và cả ba chiếc kệ này thì đều có làm cùng một mẫu mã sở trường của đồ gỗ Thành Loan chúng tôi. Đó là cánh, toàn bộ cánh đục thủ công bằng tay, cánh dày hai phân đục thủ công bằng tay và chân đục bông hồng rất đẳng cấp. Đây. Đây quý vị đang thấy trên màn hình này. Và bây giờ đi vào đường nét chi tiết thì chúng tôi xin giới thiệu qua chiếc gụ ta gụ Quảng Bình trước có kích thước 2m37 đây, quý vị đang thấy đây. Và toàn bộ những chiếc tủ này là đều đây có ngăn kéo rút ra, hai bên ngăn kéo đục dưa sóc rất tinh xảo và toàn bộ được đồ gỗ Thành Loan chúng tôi đục chạm thủ công 100% bằng tay. Đây, quý vị đang thấy đây. Phía hồi đây tôi làm rất dày dặn. Và gụ Quảng Bình này khi đánh lên thì phải nói là nó tuyệt vời, cực kỳ đẹp. Gụ Quảng Bình rất có giá trị. Đây, toàn bộ cánh chúng tôi đục tứ quý, tùng cúc, trúc mai, đục 100% thủ công bằng tay, quý vị đang thấy đây. Và bốn cánh đục tùng cúc trúc mai, đục thủ công 100% bằng tay, quý vị đang thấy đây. Nói đến các cái lối tủ kệ này, quý vị có thể thấy ngay được sở trường của chúng tôi rồi, đồ gỗ Thành Loan chúng tôi. À, chân đây, chân đục ông hồng rất kỹ. Đồ gỗ Thành Loan chúng tôi chuyên làm gỗ hương, gỗ gụ ta Quảng Bình cũng như là gỗ gụ Lào, gụ Gia Lai. Quý vị đang thấy đây. Và phía trong của chiếc kệ này, chúng tôi làm đẹp từ trong ra ngoài. Riêng chiếc kệ gụ ta Quảng Bình này. Và chiếc kệ gụ ta Quảng Bình này thì nó để mà giá thành thì nó trên tầm của gỗ hương. Thực sự là gụ ta Quảng Bình bây giờ nó hiếm hơn gỗ hương rất nhiều, là cái giá thành nó rất cao. Đó, quý vị đang thấy đây. Đó. Đây. Giá 2m37 gụ Quảng Bình, 100% gụ Quảng Bình. Và phía trên này là chiếc kệ gụ Gia Lai kích thước 2m17 thì giá thành bây giờ nó thấp hơn so với gụ Quảng Bình. Và mẫu mã thì không khác gì cả, đều là một thợ của chúng tôi là đục. Toàn bộ cánh đục chạm thủ công bằng tay. Đồ gỗ Thành Loan chúng tôi có hai cơ sở. Cơ sở thứ nhất ở khu cây xăng Tân Dân, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Và sắp tới đây chúng tôi sẽ mở thêm xưởng ở tại nhà thờ tổ, cũng là nơi đã làm nên cái tên tuổi đồ gỗ Thành Loan của tôi. Chiếc tiếp theo đây, gỗ Quảng Bình này quý vị đang thấy đây. Rất đẹp, phải nói là cực kỳ đẹp. Quý vị có thể bớt chút thời gian về tới đồ gỗ Thành Loan chúng tôi để xem hàng. Cơ sở 1 ở khu cây xăng Tân Dân, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Chân đục bông hồng này. Cánh đục chạm thủ công bằng tay. Chúng tôi xin nhắc lại, hôm nay chúng tôi quay video clip để giới thiệu ba chiếc tủ kệ TV theo lối sở trường của đồ gỗ Thành Loan chúng tôi, đó là cánh đục thủ công, chân đục bông hoa hồng và gồm có hai chiếc là gụ ta gụ Quảng Bình có kích thước 2m37 và một chiếc là gụ Gia Lai kích thước 2m17.
Đấy, quý vị đang thấy trên màn hình đây. Nó chênh lệch nhau 20 phân. Rủ gỗ Thành Luân Rua xin trân trọng cảm ơn và xin chào hẹn gặp lại quý khách trong những video clip sau. Và ngoài các cái chiếc kệ TV này ra thì Thành Luân chúng tôi còn độ khoảng hơn chục cái sập thờ cũng như các bộ bàn ghế, cuốn thư câu đối và đồ thờ của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi có rất nhiều, rất nhiều này. Quý vị đang thấy là chúng tôi đang để trong nhà thờ các cụ này, cuốn thư câu đối này, đỉnh dòng này, không thiếu một thứ gì cả. Riêng đồ gỗ Thành Luân chúng tôi, quý vị có thể về trực tiếp. Đây là gian thứ nhất, còn gian nhà thờ tổ gốc của chúng tôi đây, phía trong này còn rất nhiều, rất nhiều các cái sập thờ. Và trong này, phía trong này các sập thờ rồi là bàn ghế đây này, chúng tôi là toàn là các cái hàng khách hàng đã đặt rồi. Và chúng tôi vừa mới xong phần mộc, và sau khi khách hàng đến xem nghiệm thu phần mộc xong chúng tôi sẽ cho vào hoàn thiện. Và quay trở lại ba chiếc kệ TV, và hôm nay cái nhân vật chính trong cái video clip này cũng là ba chiếc kệ TV bằng gỗ gụ. Hai chiếc là dài 2m37, kích thước 2m37, hai chiếc gụ ta gụ Quảng Bình là 2m37 và một chiếc 2m17 gụ Gia Lai. Đồ gỗ Thành Luân chúng tôi xin trân trọng cảm ơn.